quãng thời gian quen em luôn á. Một tuần là chỉ 24.000 thôi, cứ em lip tông ổng trái dừa tươi là 24.000. Một cái chuyện tình mà ít hao tốn tục nhất. Giờ em nghĩ là em thấy giá em rẻ. Thế là tối đó em cũng bận vô cũng đẹp lắm. Đứng ra kêu anh ơi đi ngủ đi anh. Cái ổng nói từ từ đi, hỏi vừa làm gì anh. Thôi mình kiếm tiền trước đi. Và bây giờ mời quý vị chúng ta hãy dành một tràng pháo tay tiếp để cùng gặp gỡ cặp vợ chồng thứ hai. Rồi, xin chào hai bạn. Dạ, xin chào chị Hồng Vân và anh Quốc Thận. Em xin tự giới thiệu, em tên là Nguyễn Quốc Trung. Năm nay em 35 tuổi. Em là nhân viên lập trình công ty phần mềm ở Tân Bình. Em chào chị Hồng Vân, dạ, chào anh Quốc Thận. Chào quý vị khán giả. Em tên là Nguyễn Thị Kim Thanh, năm nay em 30 tuổi. Em là nhân viên văn phòng và đang sinh sống và làm việc tại Thành phố Hồ Chí Minh. Trung ơi, Trung dạ. Nói cho anh biết đi, em gặp cô ấy lúc nào? Dạ thì cũng tình cờ anh, em gặp cô ấy là ở quê của em. À, dạ. Quê em đâu? Dạ quê em ở An Giang, vợ em là ở Bình Dương. Thì dạ. Tết đó, anh chị là vợ em mới đi xuống tìm em. Trước lúc gặp anh Trung á là em đã nghe thím nói sơ về rồi. Nói là tao có một cháu chồng này, nó giỏi mà nó dễ thương lắm, để tao làm mai cho. Cái em nói thôi không thèm đâu. Thế là tự nhiên cái năm đó đi á, thấy vừa thấy cái bóng ông này là mình nói trong bụng, trời ơi, đừng nói cái thằng cha này là cái người mà thím để mà chị Hòa định làm mai cho mình nha. Thôi cái này liền ra đường còn thèm nữa. Trời ơi. Lúc đó cái tướng ổng thấy ghét lắm anh. Bận quần tà lõn lửng lửng nè. Rồi cái áo phông mỏng mỏng. Rồi mang đôi dép Lào của mấy ông già hay mang á. Rồi mặt thì đeo mắt kiến. Mà đi nghỉnh nghỉnh vậy nè. Cái em nhìn em nói trời ơi, cái thằng cha nội này hách dịch quá, không thích xíu nào đó. Rồi sau cái lần đó hai người có gặp nhau để nói chuyện không? Thì ăn xong rồi dắt chưa á chị. Cái mình mới đi về thành phố. Thì bà xã em thì đi về Bình Dương. Bà xã mới đặt xe đò. Còn em thì em đi xe Honda với chú thím. Thì lúc đó sáng bữa đó là do xui cái là em đi mua bảo hiểm á, cái người ta tặng em cái nón bảo hiểm. Cái em đem cái nón bảo hiểm lên xe luôn. Cái thím em mới điện cho vợ em bây giờ hỏi xe chạy chưa. Cái vợ em nó chưa có chạy. Cái thím em mới năn nỉ nó thôi mấy chạy đi, rước nó chạy đi. Rồi lúc đó là em đồng ý leo lên xe đội cái nón bảo hiểm mới luôn. Dạ. Lúc đó trong đầu em nghĩ trời ơi, ông nào cũng kết mình nè, nên cũng đem thẳng cái nón bảo hiểm. Nhưng mà em đâu biết là bảo hiểm tặng cho ông đâu. Vậy đó hả? Có số điện thoại nhau không? Dạ không. Rồi sao gặp lại nhau? Vậy bao lâu mới có tình cảm trời? Yêu dạ. Nhau là bao nhiêu lâu? Dạ từ khi mà hai con mắt thấy nhau cho tới đám hỏi là khoảng 8 tháng. Lúc đó là em đăng ký đi học văn bằng 2 ban đêm á. Thì tối hôm đó em đang học, cái em thấy một tin nhắn hỏi là hôm nay Thanh có đi học không? Anh là Trung nè. Cái em á, hả? Tự nhiên nhắn lại cho mình chí trời. Rồi sau này em mới hỏi, ủa sao anh có số em hay vậy? Sao? Em có bà thím cho đúng không? Dạ đúng rồi anh. Đó, này đó cũng hay nè. Rồi sau cái lần mà nhắn tin lạc lối đó thì là bao lâu thì chính thức yêu nhau nè? Dạ 3 tháng. 3 tháng sau luôn á hả? Mà đi uống cà phê với nhau á, ngày đầu tiên gặp anh chẳng nói gì đâu, chỉ có một mình em nói thôi à. Nhưng mà cái bữa cà phê đầu tiên là ai trả tiền? Dạ em trả tiền. Trời ít lắm chị. Bao nhiêu tiền em? Cứ 24.000 chị. Suốt quãng thời gian quen em luôn á. Một tuần là chỉ 24.000 thôi, cứ em lip tông ổng trái dừa tươi là 24.000. Một cái chuyện tình mà ít hao tốn tục nhất cá luôn á, từ lúc mà tỏ tình đến lúc mà quen được luôn là chỉ cần là tôi cá luôn, là không tốn một quầy dừa. 8 tháng đúng không? Mà trừ đi hết 3 tháng rồi là có 5 tháng thôi. 5 tháng mà một tuần là đi cà phê mấy lần? Dạ một lần rồi chị. Một tuần lần là 1 tháng 4 lần. 4 chai dừa là 24.000 mà nhân lên. Trời đất ơi. 48 nhân đôi là nhiêu? 96.000 mà nhân lên 5 tháng. Trời ơi, chưa tới 500.000. Chưa tới 500.000. Trời ơi, chị mình đỡ hao vậy trời. Giờ em nghĩ là em thấy giá em rẻ. Thì nó là chưa tới nửa triệu nữa. Trời đất ơi. Rồi khi mà yêu nhau rồi á thì là có ghen hờn gì không? Ai là người ghen? Ghen chắc con mình em quá. Sao? Ông? Em ghen với ổng hả? Bộ ổng hay say nắng người ta lắm mà sao em ghen? Trước em ảnh cũng có cái mối tình sâu đậm lắm á chị.
Tức là gần tiến tới hôn nhân luôn rồi đó. Từ khi mà em lớn lên đó là tới 25 tuổi luôn, là em muốn quen hết trơn á. Ổng là người nắm tay em đầu tiên, hôn em đầu tiên, cái gì của em cũng là đầu tiên. Vậy mà có 500 ngàn. Nhỏ này quá trời, quá đất thiệt á. Cái em giận, em nói tại sao ổng không phải là em, là không phải là đầu tiên của ảnh. Cái mỗi lần nhắc tới cái em giận. Có khi á ổng ít có hát lắm chị. Mà ổng cứ nằm cái ổng hát ra bờ sông anh hẹn với em, mai mốt đây anh đưa cao trầu này kia đổi chị. Cái em mới hỏi anh nhớ ai vậy, anh nhớ chị nào ở dưới quê vậy. Thế là em cứ chống nạnh lên, em hỏi anh nhớ ai vậy, anh nhớ người yêu cũ anh hả, chị nào vậy, nhớ hả, tôi đây này không nhớ, nhớ ai vậy. Là cứ mà ổng hay chọc tức em lắm chị. Cứ mỗi lần ổng muốn gì cái ổng hay hát ra bờ sông anh hẹn với em, mà chẳng hẹn anh bài hát bài. Không nữa. Dạ cái bài đó là cái bài chợ mới, bài tủ của ta, bài tủ đúng rồi, hát cầu nghe coi coi, hát cầu. Dạ, em hát ở đây đi, yên tâm bà không nghiền đâu. Ra bờ sông anh hẹn với em, mai mốt đây anh đem cao trầu, nhờ người xe duyên tình ta, em cho nên yên lòng, anh đã thưa cùng mẹ cha. Đó. Hát gì mà không nghiêng được. Mà tôi đây không hát. Ra bờ sông anh hẹn với em, mà mắt lý liếc nhìn giận. Em hồi nãy em có nói cái gì cũng ảnh cũng là người đầu tiên dành tặng cho em đúng không? Dạ. Nắm tay rồi hôn cũng là người đầu tiên của em. Vậy thì cái đêm tân hôn chắc chắn là nó sẽ rất là ly kỳ phải không? Dạ, tại trước đám cưới á, mấy chị trong công ty cũng có mấy bạn xem tuổi em đám cưới, rồi người ta cũng kể, rồi người ta cũng tặng cho em một cái váy ngủ màu cà rốt cũng đẹp lắm anh. Thế là mình cũng nghĩ tới đêm đó mình cũng bận này kia rồi. Mà người ta thường bảo là đàn ông người ta trông chờ giây phút đó lắm. Thế là em cũng nghĩ ông này giống vậy. Thế là tối đó em cũng bận vô cũng đẹp lắm. Đứng ra kêu anh ơi đi ngủ đi anh. Cái ổng nói từ từ đi, hỏi vừa làm gì vậy anh? Thôi mình kiếm tiền trước đi. Không làm ăn trên chân luôn. Dạ thì nói có, chung cũng có làm ăn mà lúc đó mệt quá nên tiền nó đếm hồi cái nó bị quay á, cái cũng có làm nhưng mà cũng có phan nhau cái được. Rồi bây giờ lấy nhau về được bao nhiêu lâu rồi? Dạ em với ông xã em lấy nhau khoảng 5 năm rồi. 5 năm em dạ. Tụi em là mấy bé rồi? Dạ 2 bé rồi. Mà bắt đầu cái tính xấu lòi ra đúng không? Dạ đúng rồi. Nhiều không em? Dạ trong mắt em thì chắc nó không nhiều, nhưng mà cái tật xấu đó nó hơi lớn. Rồi khui đi em. Khi mà sanh bé thứ hai á, là em dời về thành phố em sống. Thì bên ngoại bên nội thì cũng bận việc, đâu có ai phụ mình chăm con đâu. Chỉ có một mình em với hai đứa thì em phải nghỉ làm để em chăm. Thì cái giai đoạn đó là cái giai đoạn gọi là khủng hoảng nhất của em luôn, là ở nhà. Rồi một mình ông xã em gánh vác kinh tế. Có một lần ảnh về tháng đó là hai đứa con em bệnh hoài, vậy nó nhỏ nó bệnh hoài. Với thăm tiền, ảnh về ảnh mới hỏi em tại sao tháng này bị thăm tiền. Em nghĩ là một câu hỏi bình thường, không bao giờ em nghĩ nó sâu sắc gì đâu. Cái em mới nói thì đó, hai đứa con bệnh hoài em thấy ha. Thì em cũng giải thích phân trần. Nhưng mà khi mà ảnh lặp đi lặp lại một câu nói tới 3-4 lần thì tự nhiên em tự ái lắm chị. Lúc đó chưa khi nào mà em giận ảnh như lần đó, không hề nói với nhau tiếng nào hết chị. Thì khoảng 2 ngày sau là ảnh năn nỉ em. Ảnh đi theo ảnh năn nỉ, nhưng mà lúc đó cái tự trọng em nó, cái tự ái em nó bị xúc phạm dữ dội lắm, em không chịu được. Cái thế là ổng năn nỉ hoài không được, cái ổng đuổi em đi luôn. Ổng bảo là bây giờ em không cần anh nữa thì em đi đi, em muốn đi đâu em đi đi. Thế là em đang cho con bú, em cũng chẳng nói. Lúc đó y như là mình chán, từ ở trong cái tư tưởng mình chán ra rồi, không muốn nói gì nữa hết. Anh muốn nói vậy nói kệ anh. Thế là em cho con ăn uống xong, bắt đầu em đi lên lầu, em lấy vali, em bỏ quần áo vô, em lấy móc đồ theo hết, em bỏ hết trong vali vậy đó. Thì khoảng 15 phút sau là ông xã em chạy lên, hai con mắt ổng đỏ như hai trái gấc vậy. Mà ổng rưng vậy chị, ổng chạy lại, ổng ôm em, ổng bảo là em ơi đừng có đi, anh cần con với em lắm, em đừng có đi. Là lúc đó tự nhiên em y như một cái bong bóng mà bị nó căng lên mà người ta chích đó. Đó hả, em vỡ òa luôn chị. Em khóc mà em phải thét lên luôn. Trời ơi, là em càng thét là ổng càng ôm em. Lúc đó là thật sự là
cái em giận nhất ổng trong 5 năm đó. Chồng em chỉ có mỗi một cái điều đó làm cho em bị tổn thương, làm cho em bức bối thôi, đúng không? Đúng rồi. Và chuyện đã xảy ra lâu rồi. Thôi delete luôn đi. Xóa luôn. Ổng có lãng mạn không? Dạ không chị. Trong quá trình yêu em không có gì gọi là lãng mạn hết trơn á. Rồi tối ngủ thì ổng có gác tay để cho em gối đầu không? Dạ không đâu, ổng ngủ càng xa em, ổng càng mừng. Em buông theo ổng thì ổng lại đẩy em ra. Tủm tỉm cười hả ông? Bây giờ Trung, bây giờ cô ấy có thật xấu gì không? Cô ấy thì thật xấu là hay khóc. Với lại có một cái em không thích là tối ngủ cứ bắt em không ôm được. Đó đâu phải thật xấu đâu. Dạ, tại vì em ngủ mình quen rồi á. Cho nên là có ai mà nằm kế bên đụng em cái là em ngủ không được. Có nhiều. Ủa là mấy năm luôn, từ lúc cưới nhau về tới giờ luôn hả? Dạ. Rồi còn gì nữa? Tính em á là, ví dụ như mình nói, em dọn dẹp nhà đi là phải làm liền. Chứ không có mà nói, để em giúp em làm này xíu, làm kia xíu. Em không thích vậy. Cái thôi mình làm luôn, bực mình cự lộn, hai chồng nghe lộn hoài. Bây giờ mong muốn thay đổi điều gì nè Trung ơi? Dạ em mong muốn thì vợ em là em, ví dụ như em kêu em làm gì đó thì làm liền cho làm em. Liền. Làm liền. Không từ từ nữa. Dạ. Còn gì nữa không? Tối ngủ thì đừng kêu ôm nhiều quá, đừng có... Thôi bây giờ không ôm nhiều nhưng mà ấy sao? À, xong rồi thôi, đúng không? Xong rồi mạnh ai ngủ, đúng không? Rồi, thế em mong muốn Trung thay đổi điều gì? Dạ, ông xã em thì em chỉ mong ảnh là suy nghĩ đơn giản mọi thứ thôi. Cái gì ảnh cũng suy nghĩ nó sâu xa quá thì... nó sẽ nặng, mà cái nghề của ảnh là cái nghề lập trình đó chị, nó đã rất là nặng đầu, cho nên em chỉ mong ảnh là đơn giản hóa mọi chuyện. Cái thứ hai là đôi khi ảnh sẽ có những cái biểu hiện lãng mạn xíu. Dạ đúng rồi, làm cho em có cảm giác ảnh còn thương em. Cái đó là đúng đó, cái đó là đúng đó nha, cái đó là quan chị, trọng chị biết đó. Không, từ khi cưới em tới giờ tặng em đúng duy nhất một bông hồng héo thôi đó, mà cái đầu nó còn gục xuống vậy nữa, là duy nhất một lần nó tới giờ thôi á. Không, chị nghĩ là cái phần mà vợ em đề nghị là em làm cái sau đi. Còn cái phần mà kia kìa là khó lắm á. Tại cái đó là mình nghề nghiệp em ơi. Lập trình viên mà đâu đó rõ ràng. Thành ra là cuộc sống cũng vậy. Phải nghĩ trước, nghĩ sau, nghĩ xa, nghĩ gần. Thì cái đó chắc khó bỏ lắm. Nhưng mà bỏ phải bỏ cái sau. Phải cho vợ cái cảm giác lãng mạn. Dạ thì em suy nghĩ là mình thương là mình... hành động thôi, mình giúp vợ những cái công việc hàng ngày. Phụ nữ yêu bằng cái lỗ tai. Em phải nói ra. Rơm rớm nước mắt em đừng có để ở trong trái tim. Mất mát gì cái lời nói đúng không, không nè Trung. Đó. Vợ xin đó, đó cũng hành động đó. Nhưng mà bây giờ nói thêm câu đi. Tôi không có nghe, tôi không có thấy gì đâu. Em à, anh thương em lắm, đừng có khóc nữa. Thôi hôm nay lên đây nói chung là cũng đã bày tỏ được hết tất cả những tình cảm của vợ chồng với nhau rồi. Lời nói đâu có mất tiền mua đâu. Nói rồi bây giờ hung cái đi. Đó, hung cái đi rồi không dòm tôi nữa. Tôi không thấy đó. Cái gì hết trơn nè. Cũng thấy vậy đó. Rồi, xin cảm ơn hai em. Cảm ơn em. Hai bạn hạnh phúc nha. Cô này là hay con nhà con chơi, thì lúc đó là con thì nó đã lớn rồi. Sau đó thì qua chơi thì rồi là mình cho ăn rồi mình tắm rửa. Mà ngộ lắm, ngày xưa ông này ông còn bắt nạt mẹ con nữa cơ. Ông không có tán con, ông không cua con mà ông cua bố mẹ con không à. Mấy nhà chú sĩ ra, điều khiển từ xa, giặt vũ thả ga. Còn bây giờ mời quý vị chúng ta cùng tiếp tục đến với câu chuyện của cặp vợ chồng thứ hai. Mời quý vị dành một tràng pháo tay đón chào đôi vợ chồng này. Chào hai bạn đến với chương trình Vợ Son nha. Mời hai bạn giới thiệu về mình. Quân xin chào cô Hồng Vân. Chào anh Khu Thuận. Em tên là Tự. Em đến từ quận 12 thành phố Hồ Chí Minh. Hiện tại thì em 34 tuổi ạ. Công việc của Tự là gì? Hiện tại thì em đang làm giám đốc chi nhánh của một công ty chuyên bên xây dựng nhà phố, đó là công ty xây dựng kiến trúc Việt Quang. Rồi, mời vợ của Tự. Dạ, con chào cô Hồng Vân, con chào chú Quốc Thuận. Con tên là Mỹ Duyên, năm nay con 23 tuổi. Công việc hiện tại của con là ở nhà nội trợ và giúp chồng làm kế toán cho công ty. Nghe cái giọng của hai vợ chồng này, anh đoán là đồng hương. Dạ, đúng chính xác. Quê của em ở đâu? Quê của em là ở Thanh Hóa.
Thanh Hóa. Hai bạn là vào trong đây lâu chưa? Em học hết lớp 12 là vào học đại học ở dưới Đồng Nai. Môi trường Sài Gòn thì em cũng mới làm việc là được 3 năm rồi lại đây thôi. Trước đây? Trước đó thì em làm ở Đồng Nai, dạ, đúng không? Làm ở dưới Đồng Nai. Cơ duyên nào em gặp được vợ em? Gặp ở Đồng Nai hay là gặp ở Sài Gòn? Vợ em là hàng xóm của em ngoài quê. Nhà hai tụi con là gần sát nhau luôn. Bố chồng của con ấy ngày trước đặt tên cho con luôn, làm cha đỡ đầu của con luôn. Nhà anh không có con gái nên là có con lúc đấy là đang bé xíu xíu hay là qua bên nhà anh chơi là bố mẹ chăm sóc như con đẻ vậy á. Như vậy là đặt sẵn từ xí ngầu với mình đi với... đó. Từ nhỏ đúng không? Hai cha mẹ biết nhau rồi đặt để luôn. Như vậy là từ nhỏ là con đó là đã qua nhà anh Tự coi như là chơi và sinh hoạt ở bên nhà anh Tự như nhà mình rồi, đúng không? Dạ. Mà lúc đó là anh Tự là 18 tuổi đúng không? Dạ. 18 tuổi là con 6 tuổi. Dạ. Đúng không? Hoặc thậm chí là lúc con 2-3 tuổi đi. Dạ, đúng rồi, con bé xíu à. Bé xíu thì thậm chí lúc đó là anh Tự là còn phải trông em nữa. Con nhớ hồi còn bé là cô này là hay coi nhà con chơi thì lúc đó là con thì nó đã lớn rồi. Rồi sau đó thì qua chơi thì giống như là cháu em cháu của nhà vậy đó. Rồi là mình cho ăn rồi mình tắm rửa. Này lớn mình hẹn giáp. Vậy thì mẹ của con á với anh Tự á là có lớn hơn nhau nhiều không? Dạ mẹ con hơn anh Tự có 10 tuổi à. Mà ngộ lắm, ngày xưa ông này ông còn bắt nạt mẹ con nữa cơ. Ủa rồi ôi. Dạ. Thế gọi bằng chị hay gọi bằng cô? Ngoài quê gọi bằng thím. Gọi bằng bằng thím. Dạ. Nhưng rồi, mà hồi mẹ con chưa có lấy bố con á là ông này ông bắt nạt mẹ con. Úi giời ơi. Trước kia là bà ngoại có nghĩa là người thân sinh ra vợ con này thì khi đó là chưa có lập gia đình, thường là đi cắt cỏ hoặc là chăn trâu ngang ngò thì mình khi đó thì cũng cái tuổi đôi mươi mà cũng nghịch rồi ra rồi chặn đường rồi mấy cái trò nghịch của thanh thiếu niên nhà thế con ngày đó. Đến khi nào thì Tự mới phát hiện rằng là cái cô bé hàng xóm của mình dễ thương đáng yêu. Học xong cấp 3 thì em vào học đại học trong Đồng Nai, một năm là mình phải về quê thăm gia đình thăm gia đình một lần. Và những cái dịp thăm gia đình đó thì những cái năm đầu tiên thì không có để ý cô này, bởi vì là đang còn bé xíu cũng không có chơi với nhau nữa. Đến khi mà cô này bắt đầu học lên lớp 9, mặc cái áo dài màu trắng, tóc rất đen và dài, tôi thấy rất là ấn tượng, lúc nào cũng cười vui vẻ. Vậy năm đó là tự học đại học năm thứ mấy ta? Con mới bắt đầu năm cuối đại học rồi. Bây giờ hỏi cô vợ nè, đến khi nào thì ảnh mới bắt đầu để ý em? Hai gia đình cứ chơi qua chơi lại tán tỉnh là rất là lâu. Bố mẹ chồng em bây giờ ngày xưa gọi bác mà cứ bảo là thôi mày làm con dâu bác đi, gần nhà nè, không phải lo việc làm dâu gì hết, thích ở đâu cho ở nhà mẹ đẻ cũng được. Cái đến khi con 18 tuổi học đại học, cái ông này ông cứ học cho ngoan nha, học xong 4 năm đại học là anh rước nữa nha, kiểu như là cứ trêu vậy thôi, nhưng không nghĩ là sau này là lấy nhau thật. Ông cứ thi thoảng nhắn tin thôi, gọi là anh em nhắn tin bảo nhau là lo học đi, em học cái gì rồi, cần anh giúp gì không, sau này ra trường cần gì anh cứ bảo anh. Tết năm 2020 thì mới bắt đầu là chính thức cua, xin phép bố mẹ đàng hoàng. Cách đây 2 năm? Dạ. Ông không có tán con, ông không cua con mà ông cua bố mẹ con không à. Ông cua bố mẹ con không à. Cái lên nhà, ăn uống, dọn dẹp trong nhà gọi như tự nhiên như người nhau nhà luôn. Quá thân mà. Dạ. Đem bữa cơm, nghe mẹ mời rơ thì bảo là ngồi xuống ăn cơm cháu. Dạ vâng. Dạ vâng. Mà con nấu cơm cho ông đâu, mà ông vẫn ngồi ông ăn thật. Mà mùa hè lúc đó là con tình trạng như thế nào? Có người yêu chưa? Nếu mà học sinh mối tình học sinh linh tinh ấy là cũng có. Sang đại học quen nghiêm túc là một anh bộ đội. Trong thời gian quen anh bộ đội đấy thì anh có về nhà con ăn cơm, uống rượu. Bố con cũng kêu ông này lên ngồi chung. Cái ông này ngồi uống rượu, ông này bảo là chú cẩn thận nha, người yêu chú là vợ anh sau này đấy. Chú cẩn thận nha, người yêu chú là vợ anh sau này đấy. Cái nói trước mặt vậy đó. Ông phán luôn. Dạ, xong con vẫn nghĩ là trêu thôi. Kể cả người yêu cũ của con ấy, chú bộ đội kia vẫn nghĩ là trêu và không để ý gì hết á. Trong thời gian quen ông thì ông này cứ nhắn tin đến bảo là chia tay cho em. Ui không hợp với em đâu, đi với em nhìn như hai chị em ấy. Em phải quen nào mà trưởng thành dạng như anh nè, gọi là đập chậu cướp hoa. Tết năm 2020 là lúc đấy là cũng cảm thấy là lên nghiêm túc với bố mẹ con. Xong rồi bố mẹ cũng bảo là nó nghiêm túc nó nọ kia, cho mọi nhau một cơ hội tìm hiểu. Đập chậu cướp hoa là chính xác là cái thời điểm nào? 2020 là bắt đầu ngỏ thôi, rồi đến lúc nào là mới chính thức là xin cưới? Xin cưới là vào tháng 10 năm 2020. Mới đây. Đúng rồi, con mới cưới đây. Chưa được 2 năm nhỉ? Chưa được 2 năm. Lúc đó là con bao nhiêu tuổi ta? Dạ, lúc đó là con đang học gần xong đại học năm 3. Nhưng mà sao cưới sớm vậy? Sao không đợi cho xong hết rồi mới cưới? Vì bác sĩ báo cưới.
cháu nó đi làm xa, thi thoảng nó về. Quýt. Con học một mình, vừa học vừa làm ngoài Hà Nội. Còn ông này là công tác trong Nam. Xong cái sau một đêm hai đứa nhậu say thì hồi lúc sau hôm sau là bác sĩ bảo cưới. Như là phải một tuần hay là một tháng sau là bác sĩ bảo. Dạ vâng, đúng rồi. Tức nhưng là mà... cái khoảng thời gian mà chính thức tìm hiểu đám cưới nó nhanh lắm ạ. Chắc phải hơn một tháng luôn á. Cái lần gặp nhau uống rượu định mệnh đó. Dạ. Là ở đâu? Ở Hà Nội hay là ở quê? Dạ ở trong này, tại Sài Gòn. Ở Sài Gòn đúng không? Dạ. Tức là con vô đi chơi à? Dạ vâng, con chơi. Lúc cái bố mẹ có biết là con lén vào Sài Gòn thăm anh không? Dạ, con đi chơi với bạn anh à. Ủa nhưng mà nó nghe nè, cái tuổi đó là cái tuổi các con trưởng thành rồi. Bây giờ không kiềm chế được, cho nên là không có những cái phương pháp để mà tránh phòng vệ đúng không? Dạ, tại con sao không nghĩ là có chuyện đó luôn. Tụi con nhậu với nhau rồi, cái đấy là cái sự cố may. Ông này cũng muốn cưới. Khi mà bạn gái á, báo tin rằng là có bầu thì cái phản ứng của tự như thế nào? Ông cười à. Như vậy là cố tình, bạn này là cố tình rồi. Cố tình đó. Bạn này thì không hề biết cái sự cố như vậy, nhưng mà bạn này thì muốn lấy. Tức là muốn có để mà coi như là muốn xây dựng gia đình rồi. Cười xong rồi bảo là được, có thôi em, tốt. Cười cái mừng lắm. Vậy là đúng ý ông rồi. Bố mẹ của hai bên phản ứng như thế nào khi nghe cái tin đó? Bên chồng là chắc chắn vui đúng không? Bên chồng thì thực ra là đã tiếp nhận vợ con là từ trước đó rồi. Cái chuyện này thì cũng hơi có chút bất ngờ, nhưng mà bất ngờ nhiều hơn là ở phía bên bố mẹ vợ. Bên vợ thì sao? Tại vì hồi Tết anh nói bố mẹ con là chú Thím cứ yên tâm, cháu giúp em học xong rồi tạo điều kiện việc làm. Giúp em học xong gọi là cháu sẽ cố gắng là dìu dắt em cho em đỡ sa ngã rồi. Nhưng mà... học xong các kiểu lo cho em đồ cuối cùng cái đùng cái bố mẹ thất vọng. Bố mẹ có nói gì không? Buồn, mẹ nhà buồn khóc. Xong bảo là ôi trời ơi, nhà con gái đầu nữa mà nhà ở quê, nhà ba chị em gái, bây giờ đùng cái học chưa xong nó đi lấy chồng mà nó tới khứa với mẹ rồi đó. Bố mẹ đặt niềm tin bao nhiêu, cái thất vọng bấy nhiêu. Bố chồng con ấy tâm lý lắm, lên trên nhà nói chuyện với lại bố con thì hai gọi là hai anh em quen biết nhau từ lâu rồi mà cũng làm công tác tư tưởng, bảo là thôi bây giờ an tâm dưỡng thai hai đứa, bố ở việc ở nhà bố mẹ lo hết. Con thì vẫn được tạo điều kiện học ngoài Hà Nội, có gì cái là cần gà có bố mẹ ngay. Nên là cũng đỡ. Con của con là bao nhiêu tuổi rồi? Em bé sắp tròn 1 tuổi ạ. 1 tuổi, dạ. Cái quá trình mang thai đó là con về quê? Dạ không, con vẫn học ngoài Hà Nội một mình. Ồ, mang thai một mình. Vừa mang thai vừa học. Quá trình con mang thai rất là cực. Khi biết là có bầu ấy là rất là sợ. Lúc đi khám ngoài Hà Nội ấy là em bé bình thường không sao, nhưng mà về quê đi khám kiểu như mình stress quá ấy. Bác sĩ chẩn đoán là có nguy cơ bị lưu thai. Dạ. Bà mấy tháng rồi? Dạ lúc đấy là 7 tuần rồi mà chưa có tim thai. Lúc đấy là mình mới có 22 tuổi à. Mình không nghĩ được là làm mẹ nó khó khăn đến mức như thế. Lúc đấy là mình buồn lắm, mình cố gắng là uống đủ thứ thuốc Đông Tây Nam Bắc ấy, xong làm đủ mọi biện pháp để cứu em bé. Lúc đấy em bé yếu lắm, cái khoảng thời gian đấy là mới thật sự thấy là đây đúng là một mảnh ghép nửa cuộc đời của mình. Anh chăm gọi là chăm từ A đến Z, chăm thay một người bố, thay một người mẹ mà là một người chồng luôn. Từ cái việc nhỏ nhặt nhất, đi dép cho hay là cột tóc cho hay làm gì, mình nằm một chỗ phải tiêm thuốc giữ thai, anh làm hết. Không cho phụ huynh nội ngoại hai bên ra bệnh viện thăm. Hai đứa giấu, sợ ông bà lo. Con vẫn phải ra ngoài Hà Nội hoàn thành được học. Ở một mình, sợ ông bà nghĩ là cứ đi viện ngày một vậy á, ông bà lo. Nên là có gì thì anh cứ bay qua bay lại cho thành phố Hồ Chí Minh và sợ Hà Nội vậy á. Nằm viện các kiểu thì cứu được em bé. Con gái hay con trai cơ? Dạ, con gái. Như vậy thì bao lâu thì có nghĩa là sinh xong là về quê? Dạ, con về quê sinh. Về quê sinh cho hai ông bà nội ngoại tiện chăm. Sau khi mà em bé được hơn 2 tháng cứng cáp thì anh đón hai mẹ con vào. Hai đứa lấy nhau, tuổi tác cũng cách xa nhau nhiều đúng không? Dạ. Đó, thì là chắc chắn là khi mà về chung với nhau rồi sẽ nảy sinh rất nhiều mâu thuẫn đúng không? Dạ, có những cái tật xấu gì của anh Tử? Nếu mà tính mà quá trình mà chính thức tìm hiểu yêu nhau đến cưới nhau ấy, chắc khoảng tầm hơn 1 tháng. Trong lòng con là thần tượng anh lắm. Bố mẹ lúc nào ông bảo tự nó giỏi, nó ngoan, nó biết phấn đấu. Mình nghĩ là sau này là người nghiêm túc. Mà nói chuyện với con cũng nói nhiều, mà nói theo kiểu là học hành không à, không có tình cảm. Biết quan tâm lo lắng, xong rồi sạch sẽ, chính tê. Nên khi lấy về, lúc đầu mà bất sinh em bé ấy, ông này kiểu như là chưa tự ước làm cha. Con ngủ, bố đeo tai phone mà quay mặt vào tường đi ngủ. Con khóc, bố đeo tai phone quay mặt vào tường đi ngủ. Không có trông con gì hết. Xong rồi em bé mới gì á, chạy nhưng bắn mà, sống bắn chết. Đúng rồi, nhưng mà lúc đó là mới gọi là mới thôi. Bây giờ thì khác rồi. Chắc chắn rồi, dạ. Bây giờ thì khác nhưng mà khi mà tụi con dọn vào trong này ở riêng ấy, đi làm về, vứt hết đồ đạc xuống nhà. Đi đây bỏ quần, đi kia bỏ áo, bỏ dưới lưng một chỗ.
bừa bộn, bừa bộn. Dạ, bừa bộn. Mặc mỗi cái quần lót nằm chơi vậy á, dục mà ai mới chịu đi tắm cho. Xếp mà tắm coi phút à? Trời ơi, tắm nhanh nữa. Tắm dữ vậy. Không kỳ cỏ. Tắm dữ vậy. Xong cái tưởng đâu nghiêm túc lắm nhưng về nhây, rất thích hay trêu cho con chửi. Về nhà ví dụ như đến bữa ăn cơm, vợ ơi em thích ăn rau muống xào hay ta muống luộc? Luộc đi chồng. Ừ thế anh xào nhá. Mà nếu xào chồng là ừ anh luộc, mà làm thật thế luôn. Chứ không phải là trêu đùa đâu. Đó là thích cho vợ chửi. Dạ đúng rồi, con nấu trong bếp cứ đi coi. Bóp đầu một cái, bóp đầu một cái, xong đi qua cấu một cái, cắt một cái, xong cái để con chửi cho xong quay lại nhại con. Nhại lại. Nhại lại, đó thường thường con chửi. Con chửi như nào, con bảo chửi là như nào? Anh muốn chết à? Anh muốn chết à? Anh muốn chết à? Đấy, nhại lại y chang thế luôn. Dễ thương á. Dạ. Nhưng mà đó là dễ thương. Xong cái chửi quá, cái ông giơ mông, ông bảo nè cho bóp mông cái nè. Rồi im đi, tôi đít tai bà quá à. Cảm giác như anh bằng tuổi con luôn đấy, không mà khoảng 12 tuổi luôn á. Rồi bây giờ rồi, bạn mong muốn thay đổi, đúng rồi. Tự thay đổi điều gì? Thực ra thì con chỉ muốn chồng con là thôi cứ nhây cũng được, thấy cho vui trẻ cũng được. Nhưng mà anh bớt suy nghĩ công việc đi. Nhiều khi anh căng thẳng công việc ở công ty ấy, xong anh về anh gọi là xả giận ấy. Mệt lắm, mệt cả hai vợ chồng. Thế còn Tự thì sao? Cô ấy có những tật xấu gì? Vợ của anh thì con cũng không có phải là ý kiến nhiều về cái tật tiếng xấu. Mà có một số cái là cũng mong muốn để vợ thay đổi là một đó, cái tâm lý xảy ra chuyện hoặc là vợ chồng có lời qua tiếng lại thì cô ấy thường là giữ im lặng, đóng cửa một mình rồi là với con. Nhưng mà trong quá trình mà im lặng như vậy thì lại khi mà mình muốn xử lý êm với vấn đề hoặc là vợ chồng cần phải trao đổi hoặc là không giải quyết được tận gốc vấn đề, không giải quyết được vận động vấn đề. Mong là vợ thay đổi, mở lòng, chia sẻ, vợ mở lòng ra với mình. Cái mà im lặng ấy là lúc mà con mà bực mình quá cái gì á, con sợ con nói ra sẽ làm người khác tổn thương, tại vì mình không kiểm soát được ngôn ngữ của mình. Mình hơi bị nóng tính. Nên con sẽ im lặng đóng cửa lại. Nhưng ông này không biết ý, nhưng người ta vợ thì cần nói câu xin lỗi vợ thay như thế nào thôi. Đằng này cũng im luôn à. Phải có một cái sự thông cảm cho nhau. Đúng rồi, trong công việc và lại trong cái tâm sinh lý phát triển của cái người bạn đời của mình. Hy vọng rằng là sau chương trình này về thì hai vợ chồng Tự sẽ có chịu một khó, cái sự điều chỉnh. Ngồi nói chuyện đó. Với nhau, mở lòng nói chuyện với nhau hết. Thay vì chúng ta giao lưu cái sinh hoạt, coi như dí dỏm với nhau bằng cái cách trêu đùa với nhau, thì tại sao trong những lúc mà nó căng thẳng thì chúng ta tại sao lại giải quyết bằng một cách là im lặng mà không ngồi lại với nhau để cùng nói với nhau để giải quyết những cái vấn đề. Xin cảm ơn Tự và bà vợ nhé. Chia sẻ lần đầu thì con lúc con gặp về bà Ngọc thì con chả biết bà Ngọc là ai luôn. Cho đến khi mà bà Ngọc nhắn tin á là con của bà Hoa, anh Hoa lại bắt đầu là bây giờ mình phải để ý hơn, bởi vì người ta bức mình, bây giờ mà con gái của người ta mất tích về số tuổi ấy. Thầy chủ nhiệm biết. Xong rồi thầy chủ nhiệm. Anh Hoa. Dạ, mời phụ huynh lên. Là bằng nhỏ này nó cứ hỏi là cứ nghĩ đến lễ cưới, bởi vì ước mơ của bạn là muốn cưới vào 58 tuổi. Từ nhỏ là cứ nghĩ trong đầu là 18 tuổi là phải lấy chồng vậy đó. Đến với câu chuyện tình yêu của một cặp vợ chồng, đến với chương trình Vợ Chồng Show kỳ này, mời quý vị chúng ta dành một tràng pháo tay đón chào họ. Rồi, xin chào hai vợ chồng trẻ nha. Mời hai em giới thiệu về mình. Em xin giới thiệu, em là Mạnh Quyền, em đến từ Huế. Em là một vũ công, cũng là biên đạo và cũng là giáo viên dạy nhảy cho các bạn nhỏ cũng như bạn lớn. Wow. Quyền là năm nay nhiêu rồi hả Quyền? Dạ, năm nay là chắc em 28 rồi á. Quyền là một bạn biên đạo rất rất giỏi luôn. Vậy hả chị? Tại vì là chị đã làm việc với Quyền trong cái chương trình Tinh Hoa Hội Tụ. Tinh Hoa Hội Tụ. Dạ. Và bạn này là quán quân. Dạ. Rồi bây giờ mời em. Xin chào cô chú, con là Bảo Ngọc, năm nay con 22 tuổi. Con cuốn con đi học. Con học đại học gì? Dạ con đang học ở Đại học Hoa Sen về chuyên ngành về Media Direction. Giỏi quá. Quyền đã lén lấy vợ lúc nào cô không biết luôn á Quyền. Lúc đó là con chưa đúng không? Đó là Bảo Ngọc đang theo sát số hậu trường với con, sau những cái giúp con về những cái vấn đề là quản lý dancer rồi bao la trang phục rồi lo những cái buổi tập của con. Luôn luôn đứng sau ánh sáng của con. Bây giờ con kể cho chương trình nghe cái câu chuyện tình yêu của các con như thế nào và lần đầu tiên gặp nhau có ấn tượng gì về nhau. Con lần đầu tiên con gặp Bảo Ngọc thì chắc là 2015, nhưng mà chắc là sau lần đó là con không nhớ Bảo Ngọc là ai cả. Bởi vì lúc đó là con đang thi một chương trình là So You Think You Can Dance, một cái chương trình riêng về vũ công, thì Bảo Ngọc là nhà của Bảo Ngọc là người Huế mà. Người Huế luôn luôn cổ vũ cho những cái người miền Trung như thế này. Thì nhà Bảo Ngọc rất là thích con, rất là kiểu bạn này tới Huế này, người Huế này vô ủng hộ hết mình. Con Bảo Ngọc cùng được chụp ảnh với con và sau đó xong cả là con không biết, bởi vì giống như một người bình thường là con okay. Biết anh Quyền thôi chứ anh Quyền không biết con. Đúng rồi. Nhưng mà cái lúc đó là con đã cảm thấy cảm mến anh Quyền chưa hay chỉ là ngưỡng mộ bình thường thôi? Dạ lúc đó thì con chỉ giống như là ngưỡng mộ, là tại vì về tài năng của anh Quyền. Nhưng mà bao lâu thì
các bạn mới bắt đầu là coi như là liên hệ với nhau và trò chuyện với nhau nhiều hơn? Thật ra là cái này là một cái duyên nhá, là từ ba của Bảo Ngọc. Con nói chuyện với ba Bảo Ngọc là con không xin là chú, con xin là anh chị đó anh. Ồ, được thì kiểu giống như lúc mình là kiểu đối tác bởi vì anh Hoa liên hệ con gian dựng một cái bài để cho Bảo Ngọc biểu diễn trong trường. Ồ. Đó. Thì trong cái quá trình tập luyện dân của tôi, con cùng tên với nhau. Trước đó là con cũng gian dựng cho nhiều nghệ sĩ, nhưng mà đối với học sinh á, cấp 3 thì đây là chắc là bài học đầu tiên của con. Đầu tiên đúng không? Thì cũng là giúp Ngọc lại được 2 giải quán quân rồi đó. Wow. Nhưng mà bao lâu thì con cảm thấy là có một cái sự gọi là tương tác nhẹ và cảm mến nhẹ bé Ngọc? Chia sẻ lần đầu thì lúc con tập với Bảo Ngọc thì con chả biết Bảo Ngọc là ai luôn. Cho đến khi mà Bảo Ngọc nhận tin á, là con của ba Hoa, anh Hoa lại bắt đầu là bây giờ mình phải để ý hơn, bởi vì người ta bút mình, bây giờ mà con gái của người ta mất tích với số tuổi ấy. Rồi thì là về sau thì có bắt đầu để Bảo Ngọc, bắt đầu cho Bảo Ngọc vào những cái vị trí quan trọng và làm những cái động tác rất là khó nhá. Liên quan đến bưng bê nhào xoay rồi Bảo Ngọc gánh hết. Bao nhiêu lúc con kiểu chưa có tình cảm, chỉ là tập luyện học sinh mà, đúng không? Học sinh quậy làm được là mình la mình la luôn bên này. Tụi con chưa có thích nhau trong thời gian quá trình tập đúng không, mà sau khi đạt kết quả rồi, sau khi đạt quán quân rồi này kia nọ thì chắc là lúc đó bắt đầu mới nhìn lại và thấy là giống như mình cảm mến cái con người này đã đưa về cho mình một cái thành tích vẻ vang như vậy đúng không? Thì cái tình cảm nó có một sự thay đổi nhẹ đúng không? Có nghĩa là thay đổi nhẹ là sau kỳ giải quán quân đầu tiên. Thấy chưa? Đó. Xong rồi vừa rồi là kiểu là con ở đây một mình mà. Thì con có nuôi thêm 2 em cúm. Thì con vô tình con nói là Tết mèo ơi, qua giúp anh chấm con cúm này đi. Rồi có gì ra Tết... anh dừng đi chơi rồi bắt đầu quay phim để mà cảm ơn. Thì đó từ từ bắt đầu những cái mối quan hệ. Quen lúc đó là con đã học đại học chưa? Dạ chưa. Lúc 12. Dạ. Cái lúc mà con mới với anh Quyền á là thầy chủ nhiệm biết. Xong rồi thầy chủ nhiệm. Mẹ anh Hòa. Dạ, mời phụ huynh lên. Thầy cũng nói chuyện với mẹ con, nói là cũng biết là cái ngành nghề của anh Quyền là rất là hay va chạm và cũng không biết là anh Quyền như thế nào á. Lúc đó rất là mới, không biết là anh Quyền có thật lòng hay không, hay là quen một vài tháng rồi ảnh hưởng tới con, và lúc đó cũng sắp thi đại học nữa. Thì lúc đó thầy rất là lo, quen ai thì mẹ rất là cấm đoán luôn. Giống như mẹ là sẽ theo dõi để biết là con đi đâu. Nhưng mà từ lúc mà mẹ biết em quen anh Quyền á, là tuy là bị mời phụ huynh nhưng mà mẹ lại ngược lại là mẹ không nghe thầy mà lại rất là thích anh Quyền và rất là ủng hộ. Nhiều khi là do đồng hương á đúng không? Dạ, thì con nghĩ là cũng do là cái quá trình mà con từ đó vào con lập nghiệp ở đấy á, thì ba mẹ cũng theo dõi được những cái gì mà nó xuất hiện trên truyền hình hàng ngày, cùng với là mẹ cũng đi theo để hiểu được và cái chia sẻ, thì có nghĩa là có một sự đồng cảm. Quyền thì chắc chắn là phải, cái công việc của Quyền là đi rất là nhiều. Vậy thì mỗi lần Quyền đi như vậy thì con có đi theo hay không? Trước lúc mà cưới á, thì ba mẹ không có cho đi qua đêm. Đi theo mấy cái chương trình thì quay rất là khuya. Thì kiểu khoảng thời gian đầu thì ba mẹ rất là bị sốc á. Tại vì đó giờ con gái cứ là 9-10 giờ là đã về tới nhà rồi, mà giờ đi tới 1-2 giờ sáng chưa thấy mặt mũi đâu hết. Cái một khoảng thời gian thì ba mẹ cứ đợi cửa, là cứ đợi phải mở cửa cho con về. Cái lúc sau thì ba mẹ cũng mệt quá nên đưa chìa khóa luôn tụi mẹ. Vậy anh mệt mỏi quá. Thì bắt đầu là chỉ là 8 giờ còn mặt rồi. Từ khi đi với con thì bắt đầu là từ 10 giờ, 11 giờ, 1 giờ đêm, 2 giờ, 3 giờ mới về. Con là ở nhà là con là con một hay là có anh chị em vậy không? Dạ, con là con gái lớn, có một em, nên là ba mẹ rất là sợ con hư á, và rất là cưng luôn. Như vậy thì cái việc mà một tiểu thơ và một anh chàng dancer rất bình dân như vậy quen nhau thì nó có khó khăn trở ngại gì không con? Con thấy cũng không có trở ngại gì lắm, chỉ là lúc đầu á thì anh Quyền cũng hơi sợ con tiểu thư á, nên là mỗi lần đi ăn lề đường á là anh Quyền sẽ hỏi là em có ăn được không, hoặc là đi đâu nóng này nọ là anh Quyền cứ xách quạt, xách đồ để quạt cho con á. Chăm con đúng không? Chăm một tiểu thơ cho con đúng không? Đó. Nhưng mà Quyền nó hay lắm, nó thuần hóa một hồi là nhỏ này hết tiểu được thơ. Không ta? Tại vì nè, đã từ năm 20 bao nhiêu đó, 19. Là đã đứng ở sau lưng hậu trường để mà lo hết những cái công việc của bạn này. Ghê lắm, biên đạo múa coi như là huấn luyện từ hình thể cho tới tâm hồn. Quán quân trong công việc, trong các cuộc thi, nhưng mà cái việc quán xuyến tiền thì sao? Dạ đây ạ. Thì thực ra là cũng một phần là con không biết sao nữa, nhưng mà từ lúc mà con quen mèo á
nó chỉ có một năm thôi thì con giao hết tất cả nhờ tiền của con cho Mèo luôn. Oh. Bởi vì đối với bản thân con của công việc á, là con thích được sáng tạo, con thích được làm, con thích được cái cảm hứng nó tuôn trào ra. Con thích sử dụng những cái trải nghiệm của cuộc sống của con để mang vào những cái tác phẩm con dàn dựng. Con sống vào bao nhiêu tiền là cứ để đẩy vào đây. Không quan tâm dự định cho tiền. Cái chuyện tiền bạc đó là nó mệt lắm, nó trùng cục cái tác phẩm của mình rồi, liền. Hay quá chị Mộc ơi. Rồi hai đứa yêu nhau, một cô gái nhỏ nhắn như vậy, rồi cái việc mà tỏ tình cầu hôn nó có cái gì đặc biệt không ạ? Là bằng nhỏ này nó cứ hỏi là cứ nghĩ đến lễ cưới, bởi vì ước mơ của bạn là muốn cưới vào 58 tuổi. Từ nhỏ là cứ nghĩ trong đầu là 18 tuổi là phải lấy chồng như đó, gieo kỳ đó trong đầu con nhiều. Thì con thì cô việc là con không còn nói nhiều. Xong rồi có một năm là năm 2020 thì bắt đầu là con quyết định là tỏ tình, tỏ cầu hôn nhé. Thì con làm một cái bài rất là hay, rất là dễ thương, rất là dân dã luôn, của bên bằng một đồng minh chúng, bằng một điều luôn. Con nhảy luôn, con mà hai con khổng lồ chạy quanh ngoài ở phố đi bộ Nguyễn Huệ nữa. Thì đó là một cái clip rất là viral ở trên TikTok cũng như là Facebook. Thì con làm một cái màn cầu hôn cho nàng, nhảy đến nửa bài cũng chưa biết mình làm được cầu hôn. Vậy hả? Hôm đó đồng chơi nàng đi làm tóc làm đẹp, ủa có ai tiết lộ bị mật gì không? Nguyễn Đạo nó kiểu mọi người ơi, hôm nay Mèo làm tóc này sao bắt đầu đó? Ủa gì vậy, có ai tiết lộ gì đâu. Mà có cũng có cái phòng tập ở nhỏ ở nhà, mỗi lần mà mọi người tập và Mèo đi lên tập nhạc đứng nghiêm rồi bắt đầu giãn cơ, rồi chuyện qua giãn cơ. Không ai biết cái xong bài ở nhà đi xuống cả lúc đó Nguyễn Đạo nhảy tập bài để cái nhà mà kiểu là rất là nhỏ mà phải bị cái tai và nghe để tập cho xong cái bài. Bắt đầu là hôm đó thì con nhớ con dắt Mèo ra, cái cảm giác đầu tiên của con á là thực ra là mình đã chuẩn bị kế hoạch này rất là rõ ràng, là rất là tốt. Nhưng khi mình chuẩn bị bước vô nhảy là con cảm giác là cái chân con không có cảm giác nhảy luôn. Kiểu bị lo lắng, hồi hộp, rung á. Thì bắt đầu không biết mình làm cái tốt không. Rồi bắt đầu là khi mà nhảy đến nửa bài và nhỏ rồi vẫn không biết là mình được cầu hôn. Lúc đó anh Quyền không nói được luôn. Anh Quyền nói mà kiểu không biết là mình sẽ phải nói gì á. Có gì nào được một câu duy nhất à? Làm vợ anh nhẹ. Làm vợ anh nhẹ. Như vậy là bây giờ tụi con ở là vợ chồng là nay được nhiêu lâu rồi ta? Nếu như vậy thì chắc là tụi con ở trong cái thời điểm dịch là từ lúc định hôn này giờ là một năm rồi đó. Mới quá chị ơi. Có. Không biết có cái gì nó lòi ra không chị? Thì bây giờ hỏi đi. Nó nghe nè, một năm ở với nhau như vậy thì có mấy cái tật xấu nào của Quyền nó lòi ra không? Rồi có những cái tật xấu nào của Mèo mà Quyền thấy nó nhiều quá không? Cái này thì con nghĩ là từ lúc mà quen là có cái tật đó rồi. Thôi kể đi con. Đó còn nghĩa là mỗi lần mà Mèo là hay hét, đúng là tiểu thư hét một phải là nguyên cái nhà lần đứng từ trên nghe được hết, ba mẹ đều nghe được hết. Kiểu ba mẹ quen rồi chiều cứng mà đây là con gà rùa của ba mẹ mà. Kiểu con hét cũng vậy, thì mỗi lần Mèo hét con cũng kiểu rèn rèn đúng không? Mà kiểu mất là kiểu mỗi lần mà Mèo mà tức một cái là mắt mới nhìn mồm liệt quá cả là ý cha con Mèo đổi mắt mà. Là phải sợ. Ủa mèo hét làm sao Mèo? Con Candy nhà em á, y chang. Đó. Con hét gì không? Dạ không, nhỏ hơn xíu. Thì Mèo còn ngủ dậy muốn. Ngủ nướng nhiều. Thực ra là con cũng thương Mèo, và bởi vì từ nhỏ con cũng ở trong một cái gia đình không có điều kiện nhiều, thì con cũng quen với cái việc là phải chủ động làm mọi thứ, rồi con cũng dọn dẹp, con cũng từ rửa chén bạc và mọi thứ. Nàng có biết nấu ăn đâu, bắt đầu phải học cách nấu ăn rồi. Dần. Không biết nấu ăn đúng không? Rồi, nhưng mà cũng phải tìm cách để học. Thì đâu bây giờ là... biết nấu chưa? Dạ. Biết sơ. Sơ được mấy món rồi con? Cắt món luộc đó. Không? Dạ, con biết nấu luộc hoặc là cái gì con không biết thì con sẽ lên con coi trên YouTube xong rồi tự nấu. Con không biết là chị vợ này có dính vào những cái tật giống như các chị vợ còn trẻ tuổi trong cái thời đại mà 4G này không? Tức là hay mua sắm online không? Yes. Shop vô sổ rồi, vô sổ luôn. Nhưng mà thực sự con cảm thấy điều đó rất là tốt, bởi vì mua cho con nhiều. Mua cho con nhiều hơn. Bởi vì đấy là mang danh là tiểu thư, theo chị biết là được quan tâm. Nhưng mà khi mà quen con là con trước đó là bởi vì con không có mua sắm nhiều đi, là con chỉ có cân vô tập rồi là xong rồi. Nhưng từ khi mà quen Mèo là Mèo mua đồ tùm lum đùm lum mà mua là chủ yếu là cho con này. Vậy Mèo là cái đó không phải là tật xấu là rồi, sao tật tốt. Nhưng mà giờ theo con thì con muốn vợ con thay đổi điều gì để vợ con hoàn hảo hơn, tức là perfect nhất luôn. Perfect nhất của con thì con muốn vợ của con bản lĩnh hơn. Bản lĩnh hơn là có nghĩa là không cần phải phụ thuộc vào chồng của mình. Mình có thể chủ động mọi thứ. Thì Mèo đang làm tốt điều đó, con giao lại việc quản lý cho nhóm, các bạn nhỏ đó mọi thứ để Mèo trở thành một cái gì đó là thay con, để con có thể có nhiều thời gian hơn để sáng tạo. Rồi giờ tới Mèo nữa con. Tật xấu anh Quyền thì con nghĩ chắc lúc mà anh Quyền đi tập á thì anh Quyền hay ném giày các bạn á. Nóng tính đúng không? Dạ rất là nóng tính, nhưng mà khi mà
không có giày để ném thì ném luôn điện thoại. Trời ơi. Nên là con phải đi sửa hoài luôn. Có nóng tính nè, cọc nè, đúng không? Ừ. Có bừa bộn không hay là gọn gàng hay là... Anh Viền dọn lắm, Viền ở nhà anh Viền dọn hết. Có la con không? Vừa làm vừa la không? Dạ không, anh Viền tự làm, tại vì anh Viền đi dạy về rồi thì con vẫn còn ngủ, cái anh Viền tự làm luôn, cũng cho con ngủ vậy. Mèo có mong muốn anh Quyền thay đổi điều gì không? Đừng quan điện thoại nữa, thí dụ. Đúng rồi, đừng quan điện thoại nữa, tốn tiền. Nóng tính đúng không? Dạ, anh Quyền cần khi mà đi tập cũng phải biết để ý thời gian để có thể giữ sức khỏe hơn. Có hôm là đi về là ngủ ngoài sofa luôn, mà mở cửa tan hoang vậy á. Là không, anh Quyền quá mệt rồi á, cứ đi vô là nằm đâu cũng ngủ được hết, xong rồi mở cửa tan hoang rồi luôn. Thực ra thì đến một tuổi nào đó con phải ngưng cái đó lại. Dạ đúng rồi. Con phải điều tiết lại, đúng không? Con mới cảm thấy rằng là mình không bao giờ thành công khi mình đi một mình cả. Nếu con muốn xây dựng một nhóm và một đúng bạn rồi. Và một gia đình, con quay lại cùng nhau để mình họ trải nghiệm được cái cách mình làm việc, trải nghiệm được cái thời gian của mình trải qua và bắt đầu sẽ bớt công việc cho mình hơn. Ok, rồi xin cảm ơn hai con đã đến với chương trình Vợ Chồng Son và chúc cho hai con sẽ luôn vui tươi như thế này và mãi mãi hạnh phúc nha. Dạ vâng ạ. Lúc đầu nhìn thấy cao cao và mặc cái váy jean nó dài dài mà nó quê quê ngộ ngộ thôi chứ cũng chưa có thích. Mà đã khoảng 3-4 năm yêu nhau rồi thì vợ mới hỏi một câu, thì em mới có suy nghĩ là tại sao lại hỏi một câu ngốc như vậy. Và anh đã trả lời sai. Anh nói là đối với anh là em lúc nào cũng đẹp. Mà em đâu có biết đâu, ủa sao chồng tiêu tiền gì mà nhanh hết quá. Em mới bỏ vô 1 triệu mà sao giờ còn có 200. Nhét cái chồng mà để em thấy hết em bỏ vô nữa. Ghê lắm. Và bây giờ xin mời quý vị khán giả chúng ta cùng dành một tràng pháo tay tiếp nữa để cùng gặp gỡ cặp vợ chồng thứ hai. Chào hai em. Dạ, dạ. Chào anh chị. Rồi, mời hai em giới thiệu về mình. Xin chào anh Quốc Thuận, chị Hồng Vân. Xin chào tất cả quý vị khán giả. Em tên là Bùi Minh Viên, năm nay 30 tuổi. Hiện đang làm quản lý sản xuất cho một công ty Nhật ở Đồng Nai. Còn em? Dạ, em chào chị Hồng Vân, em chào anh Quốc Thuận và em chào quý vị khán giả. Em tên là Bùi Thị Thu Hà, năm nay em 29 tuổi. Hiện em là thông dịch và kiêm tổng vụ cho công ty về chuyên về nhựa lưu trữ của Nhật Bản. Em cũng đang sống ở Đồng Nai. Trời, vậy là em nói tiếng Nhật giỏi lắm phải không? Phiên dịch tiếng Nhật mà đúng không? Dạ, hôm nay có sếp người Nhật của em cũng có tới để cổ vũ ạ. Đâu? Dạ, sếp của em đó ạ. Hai, konnichiwa. Hai em quen nhau trong trường hợp nào? Tụi em quen nhau năm 2009. Thì lúc đó là hai đứa là đang sinh viên và đi làm thêm ở trong một cái nhà hàng ở Gò Vấp. Là em đi làm trước, vợ em mới đi vô làm sau, thì quen nhau tại cái nhà hàng đó. Khi mà em gặp là em có thấy thích vợ em liền không? Thì em vô trước, em làm trước xong vợ em vô làm sau khoảng 1 tháng. Thì lúc đầu mới nhìn thì em cũng chưa có thích. Lúc đầu nhìn thấy cao cao và mặc cái váy jean nó dài dài mà nó quê quê ngộ ngộ thôi chứ cũng chưa có thích. Quê quê. Còn em gặp anh này em có ấn tượng gì không? Dạ, lúc đầu thì em mới vô cho nên em rất là nhát. Em có chị hướng dẫn cho em đi lên phía trên thì em thấy cái anh này đứng coi đá bóng. Thì cái tướng của anh cũng rất là thể thao, cũng cao to. Em kêu, nhìn ông này cũng cao to ha. Vậy thôi, vì thôi chứ em cũng chưa có ấn tượng gì ạ. Bây giờ làm sao mà đến được với nhau? Dạ, là lúc đó thì làm ở cái nhà hàng đó thì lúc đầu mình phải vô sớm, mình chuẩn bị tất cả mọi thứ về bàn, ghế, chén, đĩa. Xong thời gian rảnh rỗi thì có một hôm á là vợ em nói là vợ biết coi bói và lấy cái tay em ra coi thử. Nói sao? Thì vợ coi mới nói là... Đâu? Vậy em làm lại đó. Xong em mới đưa tay vợ coi. Em làm vậy, em kêu, ô, anh ơi, anh sắp có người yêu rồi. Mà cái người này anh yêu suốt đời luôn á. Nhưng em chỉ nói nó xấu xạo thôi. Anh nói em không có biết coi bói đâu. Thì bây giờ anh mới biết. Ồ vậy đó. Dạ. Rồi lúc đó em sao? Lúc đó em suy nghĩ là cổ nói là theo cái cách cổ biết coi bói là sẽ có một người nào đó, chứ không em không có nghĩ là cổ nói cổ. Vậy hả? Dạ. Mà lúc em chưa có người yêu hả? Vậy là chưa. Còn em, mục đích của em? Dạ, lúc đó em chỉ nói giỡn. Tại vì em tính em rất là em hòa đồng, em thích nói chuyện với mọi người. Em chỉ nói thôi chứ em không có mục đích gì hết.
À tức là lúc đó em cũng không hề là giống như dạ, là đúng rồi. Mây đẩy trăng để mà nói là chính là mình đúng không? Dạ đúng rồi ạ. Sau đó thì hai vợ chồng em làm sao mà đến được với nhau? Dạ thì khoảng thời gian làm trong nhà hàng á thì hai đứa thường hay làm cùng với nhau trên một khu vực á, là cứ giúp đỡ qua lại. Sau một thời gian cũng xin số điện thoại và cũng có nhắn tin qua lại, thì lúc đó mới cảm thấy thích. Các em đều làm cho công ty của Nhật. Dạ. Vậy thì các em chắc chắn là phải học tiếng Nhật, rồi chưa kể là có cơ hội đi qua bên Nhật nữa đúng không? Dạ đúng rồi. Em là em học chuyên ngành tiếng Nhật, rồi em mới đăng ký chương trình đi thực tập sinh ở bên Nhật. Em sắp có visa để đi rồi. Thì bạn chồng em á, lúc đó mới tốt nghiệp đại học, xong anh cũng bắt chước đăng ký đi theo em luôn. Dạ nhưng mà lúc đó thì em có visa rồi, nhưng mà em bị trở ngại, em bị sức khỏe, cái em không đi được. Xong em phải đợi một năm sau em mới làm hồ sơ lại. Thì chồng em lại đi trước em 9 tháng. Tại vì khi em học là em học một cái chuyên ngành khác, em học bên thể dục thể thao. Thì em nghĩ là khi mà đi hai đứa ở một cái khoảng cách xa như vậy, mà khoảng 3-4 năm như vậy, thì nó tình cảm sợ nó có vấn đề gì về yêu xa. Nên em cũng sau khi ra trường thì em thấy vợ có kế hoạch đi Nhật, thì em cũng chuyển hướng là học tiếng Nhật và đi luôn, không ngờ là đi trước. Em đi qua sau 9 tháng đúng không? Dạ đúng rồi. Cái lần đầu tiên mà em chạm mặt chồng em ở đất Nhật đó là có kỷ niệm vui gì không? Mà em sẽ đi xuống, từ chỗ em đi xuống thăm vợ. Thì chỗ em đi xuống là đi bằng tàu thì rất là xa, đi khoảng 8 tiếng đồng hồ. Thì từ sáng em đi mà tới khoảng 3-4 giờ chiều mới tới. Thì lúc em đi tới nhà vợ thì nhà vợ cách ga tàu khoảng 15-20 phút đi xe đạp. Xong em đứng em đợi, do em mới thấy vợ đạp xe đạp từ ở phía xa đi tới, đeo khẩu trang kín lắm. Xong em mới hỏi là ủa sao bữa nay đeo khẩu trang kín mà nhìn ốm mà tóc ngắn vậy. Tại vì mặt vợ lúc đó bị nổi mụn á. Xong với vợ mới hỏi em một câu là lúc bây giờ hiện tại em bị mụn, bị xấu như này thì anh còn yêu em nữa không? Đó thì lúc đó lần đầu tiên gặp mặt mà đã khoảng 3-4 năm yêu nhau rồi. Thì vợ mới hỏi một câu thì em mới có suy nghĩ là tại sao lại hỏi một câu ngốc như vậy. Rồi anh đã... trả lời sao? Anh nói là đối với anh là em lúc nào cũng đẹp. Vô cái vụ đại hội vạch mặt đi cho nó đúng vui. Chúng ta đúng nên không? Đi xoáy sâu vào. Vào cái đại hội vạch mặt. Cái vấn đề mà phải nói là nóng hổi của chương trình. Đó là vạch mặt nhau. Bây giờ cho mình chờ em trước đó. Dạ. Anh ấy nè, có tật xấu gì không? Dạ, chồng em có tật xấu là ngủ rất là nhiều. Hai đứa lúc mà hai đứa hẹn hò đi coi phim. Mà phim là em nhớ là bộ phim là phim hài. Đang coi hai vợ chồng cười quá trời ấy, em cười quá trời, em nhìn qua thấy ông ngủ mất tiêu. Ngủ miếng tới 5 phút cuối là thức dậy. Lý do gì em ngủ? Có phải là em mệt mỏi em ngủ hay là em không thích đi coi phim hài? Cái này em cũng rất thích phim hài, nhưng mà lúc coi thì tự nhiên nó cái gì đó em cũng không biết được, là nằm là thấy mệt mệt là ngủ thiếp đi. Rồi khoái ngủ rồi gì nữa? Dạ với làm biếng nữa. Giống như là chồng em á là thích ăn rau lan, rau muống, nhưng mà không có thích nhặt rau. Cho nên á mỗi lần á, vợ đừng có mua rau lan rau muống nha, hỏi anh không thích ăn đâu, nhưng mà em mua về em làm sạch sẽ, em nấu ăn có thể ăn hết trơn à. Mà bữa nào mà chồng ơi phụ em, anh không thích ăn đâu, em bỏ lại đi mai ăn. Ngủ nhiều mà làm biếng. Có làm biếng vụ kia không? Không, ở không có làm biếng đâu. Rồi còn đặc xấu gì nữa không? Dạ vợ em thì nói chung là em cũng có một số vỡ mộng. Là trước khi yêu thì không có cằn nhằn la ó hay là dạng như cứ càm ràm tối ngày. Mà khi mà về cưới nhau về rồi ở chung rồi có cái vấn đề gì là cứ bả cứ có một vấn đề rồi mà cứ nhai đi nhai lại suốt là em lại. Dạ cứ tua đi tua lại. Dạ với có một cái tật xấu của ổng rồi em quên kể. Đó là ổng giếm tiền. Có một lần á, chồng em xếp tiền thiệt là nhỏ mỏng mỏng nha, chồng nhét vô cái kẻ mà chứng minh nhân dân hay là bằng lái ra. Trời ơi, ổng nhét ở chồng á, mà em đâu có biết đâu, ủa sao chồng tiêu tiền gì mà nhanh hết quá. Em mới bỏ vô 1 triệu mà sao giờ còn có 200. Nhét ở chồng á, để em thấy hết em bỏ vô nữa. Ghê lắm. Vợ em mình nói em có tật xấu là giếm tiền. Vậy thì chắc cái nhà nguồn kinh tế chính là cô ấy giữ đúng không? Dạ đúng rồi anh, là mỗi cái tới cái tháng mà tới ngày lãnh lương á, là khi mà có tin nhắn ngân hàng tới là phải chụp hình là bao nhiêu bắt đầu gửi qua. Cứ ảnh là lãnh lương là ngày 15, còn em là ngày 10. Ngày 15 là từ sáng biết cái chùa em có nhắn tin hỏi có chưa anh,
cái có nhiều lúc tới 5:10 mà còn chưa gửi tin tiền về nữa, cái em cứ gọi em hỏi hoài vậy đó, cái anh tới 5:30 anh mới gửi tin nhắn cho em. Hai em đều làm cho công ty người Nhật và các em có biết cái chương trình Vợ Chồng Son là một chương trình nổi tiếng ở bên Nhật không? Dạ, em á là em lúc ở bên Nhật á là em rảnh là em cày hoài vậy đó. Cày mà cày chương trình của Nhật hay của Việt? Dạ, cả hai cái luôn. Em coi dạng ở Nhật gọi là Shinkansen Yasai. Em rảnh là em ngồi em coi, biết em ngồi cười một mình hoài à. Ở trong chương trình này ai là người đăng ký tham gia? Dạ em. Dạ em. Ông xã có đồng ý liền không hay phải thuyết phục? Ôi trời ơi, đó là một khoảng thời gian dài luôn chị. Em cứ ngồi em thủ thỉ hoài, em cứ khiều hoài. Em cứ chứ chồng ơi đăng ký đi, đăng ký đi, cho một lần vợ lên tivi đi, coi như là một món quà thiệt là lớn chồng tặng em đi. Cái xong hay sao sao á, thời gian cái cậu mới chịu đi với em. Sau khi tìm hiểu thì em cũng thấy nó cũng những cái khung giờ là nó cũng không ảnh hưởng gì tới công việc bao nhiêu. Với lại em cũng suy nghĩ là tới thời điểm hiện tại thì vợ mình đã chịu rất nhiều cái buồn đau rồi, cùng mình đi bao nhiêu lâu rồi, em cũng dành một cái món quà này dạng như là một cái kỷ niệm để mà sau này có già đi thì mình cũng nhìn lại coi như là đó là cái kỷ niệm mà hai đứa. Cảm ơn hai em. Rồi vậy thì bây giờ em có muốn mong muốn vợ em thay đổi gì không? Em cũng có mong muốn vợ bớt cằn nhằn lại. Có một vấn đề chỉ nói một lần hai lần là mình hiểu, mình tự thay đổi, đừng có nhai là nhiều lúc cũng nhức đầu. Còn vợ sao? Dạ em nói chung chồng em rất là tuyệt vời, làm biếng nhưng mà rất là phụ vợ. Ví dụ như em thì nấu ăn thì chồng rửa chén, rồi chồng phụ em lau nhà. Nói chung việc nhà anh vẫn rất là làm giúp em rất là nhiều. Điều mà em muốn anh thay đổi là chỉ có đừng có giận lãi em nhiều. Tại vì em sao em hay khóc, em hay buồn, em nhõng nhẽo ảnh nữa. Ngày nào sáng giờ mở mắt ra là chồng em có đẹp không? Chồng em có đẹp không? Em có già không? Hay gì ngày nào em cũng hỏi anh. Rồi hôm nay thì có mong muốn có em bé không? Dạ có. Ok. Hôm nay thì cảm ơn các em đã đến với chương trình Vợ Chồng Son nha. Anh chúc cho hai em sẽ đạt được tất cả những mục tiêu trong cuộc sống. Lúc nào cũng vui vẻ, hạnh phúc nha. Và đặc biệt là trong năm sau sẽ có một thiên thần là một bé gái xuất hiện trong gia đình của mình. Em cảm ơn anh chị. Xong rồi thấy vợ em cười với em một cái, em nói xong rồi, tiếng sét ai tình. Sau đó em cười với một người khác, em cười với nhậu bạn em mà ảnh tưởng em cười với ảnh. Trời ơi. Ảnh nói là em là một đứa lăng nhăng rồi này nọ, ảnh nói nặng lắm. Nên là em không có giải thích gì hết đó, em cúp máy luôn. Anh nói tại sao cái quần đó mới mặc 2 ngày mà giặt rồi, phải mặc đủ 7 ngày mới cho nhanh. Và bây giờ thì Quốc Thuận xin mời quý vị khán giả đang trong trường quay, chúng ta hãy dành một tràng pháo tay để cùng đón chào cặp vợ chồng đầu tiên. Xin chào hai em. Xin chào chị Hồng Vân, xin chào anh Quốc Thuận, xin chào quý vị khán giả đang có mặt tại trường quay cũng như quý vị khán giả đang xem chương trình qua màn ảnh nhỏ. Em xin tự giới thiệu, em tên là Trần Hữu Duyên, năm nay em 26 tuổi. Em hiện tại đang là nhân viên kinh doanh của công ty Hyundai Trường Chinh. Em là người gốc ở Sài Gòn. Thế còn em? Em xin kính chào tất cả mọi người. Em xin tự giới thiệu, em tên là Vũ Ngọc Vy, 26 tuổi, hiện là bác sĩ khoa gây mê hồi sức Bệnh viện Nhi Đồng 2. Em sinh ra và lớn lên tại thành phố Hồ Chí Minh. Vy và Vy, hai em là gặp nhau và quen nhau trong trường hợp nào? Tụi em... gặp nhau năm 2008. Lúc đó là tụi em đi chơi những cái buổi sinh hoạt hè chung với nhau. Thì em là bên đội của mấy bạn nam, còn vợ em là bên đội mấy bạn nữ. Thì lần đó là em gặp vợ em xong thì em đã bắt đầu cảm thấy thích rồi. Khi đó vợ em mới nói một câu là: "Ê, cầm giùm cái giỏ coi." Em cũng không hiểu chuyện gì xảy ra. Thì em cũng đứng đó, em lấy giỏ, em nhận giỏ. Xong rồi thấy vợ em cười với em một cái, em nói xong rồi, tiếng sét ai tình. Cái giỏ đó là chắc có chứa sét luôn á, xẹt một cái là dính luôn. Vậy thì còn em thì sao? Em nhìn anh này em có ấn tượng gì về anh không? Lúc mà đi thi bên công tác đoàn á, mình vô mình thi đấu gấp quá rồi mà chỉ có muốn mình anh ảnh đứng ở cái chỗ đó thôi. Thế là em đi ra em kêu là: "Ê, cầm dùng cái giỏ coi." Em quăng đùng cái cho anh này anh cầm luôn. Sau đó em cười với một người khác, em cười với nhậu bạn em mà ảnh tưởng em cười với ảnh. Trời ơi. Rồi sau đó là như thế nào? Bao lâu thì các bạn mới quen nhau? Dạ thì
với em với vợ em á thì em tự quy định ngày đó là em coi như là ngày quen đầu tiên của em luôn. Nhưng mà em phải có một cái chiêu gì đó để mà em chinh phục người đẹp này đúng không? Dạ đúng rồi, thì do là lên cấp 3 á, hồi cấp 2 thì tụi em học chung với nhau, nhưng lên cấp 3 thì mỗi đứa học ở một trường khác nhau. Thì từ trường của em qua trường của em là khoảng 5 cây số. Nhưng mà có một câu chuyện rất là vui, có nghĩa là ở đây khi mà trường em mà vừa đánh trống cái tung một cái là thầy cô chưa kịp báo là hết bài, là ở đây là em đã xong xuôi hết tập vở trong bỏ vào ba lô. Và tức tốc là trong vòng 7 đến 8 phút là em xuất hiện ở bên trường của vợ em. Trời ơi, nhanh như chớp ha. Tức tốc đạp đạp một cách mà phải nói là nếu mà hồi đó mà có mấy anh huấn luyện viên của đội tuyển xe đạp trẻ có thể thấy em, chắc cho em vào đội tuyển xe đạp của thành phố luôn. Vô, chinh phục cúp vàng luôn á. Có phải là vì lý do đó mà em ngã với anh này không? Dạ thì trước giờ đi học á thì đưa rước toàn là ba em đưa rước thôi, nhưng mà từ lúc mà có bạn đến bạn chở đi học rồi thấy bạn cũng kiểu ngoan ngoãn hiền lành, không có ý đồ gì hết, thì ba em kêu là vậy thôi bạn chở đi học luôn đi. Thì cứ đi với nhau một thời gian vậy nó thành thói quen luôn. Bao lâu thì hai em mới chính thức là yêu nhau? Tụi em vợ em ở đây á là không có xác định rõ ràng là mình mối quan hệ như thế nào. Thì chính vì vậy cái một lần em nhớ không lầm á là năm đầu tiên của lên đại học, vợ em lại có nhiều thêm nhiều mối quan hệ hơn nữa. Có một người anh kia theo đuổi vợ em, ảnh cũng vừa giàu nè, đẹp trai, phong độ, mà lại học đại học trường y nữa, theo đuổi vợ em. Thì lúc đó mình vẫn chưa có được vợ xác nhận là quen. Lúc đó mình tự nhiên cái ghen anh. Bữa có một lần có một người bạn vô tình á, người đó nói lại với em: "Ê, tao thấy con Vi nó mới, thằng đó mới chở con Vi về kìa." Trời ơi, em là không cần xác minh cái gì hết, gọi điện thoại cho vợ em. Trời ơi, dùng giống như là bao nhiêu giận ba máu sáu cơn hết, chút hết lên người vợ em mà không cho vợ em nói một cái gì luôn. Anh này thì ảnh nói kiểu lớn tiếng á, mà em mà nghe thoại ai mà nói lớn tiếng á là em không cần biết nội dung em sẽ tắt máy đầu tiên. Sau đó anh này ảnh chưa đâu, ảnh gọi lại mấy lần nữa. Rồi sau đó anh nhắn tin, ảnh nói là em là một đứa lăng nhăng rồi này nọ, anh nói nặng lắm, nên là em không có giải thích gì hết á, em cúp máy luôn. Rồi sau đó như thế nào? Chia tay. Sau đó là em chia tay anh này luôn. Bao lâu? Em chia tay liền luôn, chia tay trong vòng 6 tháng. Sáu tháng. Trong 6 tháng đó thì em sao? Lúc em sống chết rồi, sống dở chết dở rồi. Lúc đó là vẫn còn rất là thương, thương quá, vẫn còn thương. Nhưng mà chẳng qua là tại vì mình ghen quá, tại mình xấu quá mà vợ mình là đẹp quá nữa. Xấu quá mà. Xấu ơi là xấu. Giận quá mất khôn. Lúc mà em làm sao mà thì em á thì vẫn cứ theo đuổi vợ em, thì vẫn cứ là nhắn tin qua lại. Thì nhưng mà do là em nhắn tin á, thì tin nhắn nào của em đến á thì vợ em đều xóa hết, nên những cái gì mà em muốn giải thích hoặc là muốn giảng hòa thì vợ em đều không chấp nhận. Thì trong cái khoảng thời gian chia tay á thì giống như em không có quan tâm đến bản thân mình lắm á, kiểu như là mình cứ cắm đầu vô học này nọ. Thì có một hôm đi trên đường mà đi học từ thư viện về á là khoảng 9 giờ tối, gần 10 giờ. Thì khi mà em về tới nhà thì em bị kiểu chưa về tới nhà đâu, em bị đau bao tử á. Thì em mới gọi điện thoại cho những người quen, em đưa ra một cái clip yêu tin 1, 2, 3, 4, em gọi hết luôn nhưng mà không có ai ra được. Thì em mới nhớ tới anh này, mà một cuộc ảnh ra liền luôn. Dĩ nhiên rồi, trời ơi, người ta chờ có nhiều đó. Cơ hội. Em, lúc đó em vẫn có lý trí lắm nha. Có nghĩa là khi mà em chạy ra thì em nghĩ nếu bây giờ mình đi ra một mình thì mình sẽ phải đi chung với vợ mình về. Nên lúc đó mặc dù là 9 giờ rưỡi tối rồi, nhưng mà em vẫn gọi điện thoại cho một người bạn thân của em, là kêu là: "Ê, mày giúp giùm tao bây giờ, hiện tại là Vi đang đau bụng quá, không có thể nào mà di chuyển về được, thì mày có thể lên với tao hai thằng kè Vi về không?" Em nói với bạn em là một đằng như vậy thôi, nhưng mà thật ra là em đang lợi dụng nó để lên trên đó, nó đi xe của em về, còn em đi xe em chở vợ em về. Wow. Cái câu chuyện này cái người bạn nó biết không? Dạ, người bạn đó chắc hôm nay em chia sẻ mới biết, chứ lúc đó không biết luôn. Mà chắc là bạn đó đến khi mà xem chương trình này rồi mới biết đúng không? Dạ, bạn đó đang có mặt ở trường quay. Đâu bạn nào đâu. Tôi hy vọng là bạn hãy nên đè nén cái cơn giận lại, đừng có nhào ra đây quánh bạn của mình nha. Coi như tụi em lấy nhau bao lâu rồi? Dạ, tụi em lấy nhau đến đây là khoảng 8 tháng. Trời ơi, quen một thời gian dài dằn dặc vậy đó, mà mới cưới đây. Dạ. Từ 8 tháng. Trong 8 tháng qua thì các bạn có vỡ mộng gì về người bạn đời của mình hay không? Dạ, thì vợ em á, mỗi lần mà khi giận thì sẽ không bao giờ nói ra. Thành ra là mình cảm thấy có lỗi mà. Nên là bằng mọi giá là em phải xin lỗi.
Nhưng mà xin lỗi của vợ em á thì không đơn giản là ví dụ câu chuyện đó em vi phạm một lỗi thì em xin lỗi lỗi đó là xong, không có đơn giản gì đâu. Em phải ngồi em phải liệt kê ra là em bị cái lỗi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cái tự nhiên từ có một cái lỗi nhỏ cái lòi ra đâu ra 8-9 lỗi lớn. Dắt dây, cái đúng không? Một cái thứ hai nữa là vợ em rất là vui. Bình thường vợ em á, ngồi mà ngoáy mũi ra không sao. Không có em ở đó thì vợ em rất là bình thường. Có nghĩa là vẫn lấy khăn giấy nhẹ nhàng rồi chùi rồi lại đi vứt rác. Còn có em. Nhưng mà có em thì vợ em xong móc ra. Chồng ơi, màu gì vậy chồng? Hôm nay nó lỏng hay nó đặc vậy chồng? Đã vậy thì đơn giản thôi đó. Chồng ơi, lấy cái tay của chồng á, chồng chiết tay. Chồng chiết vô khăn giấy giùm vợ nha. Cứ lần nào có em là 10 lần là y chang 10 lần là vợ em làm hành động đó. Nhưng mà cái đó em rất là thích. Tức là đến cái phần mà mong muốn thay đổi là không bao giờ muốn không muốn làm. Thay đổi. Cái đó là một cái mà duy trì cho cái mối quan hệ vợ chồng á, lúc nào nó cũng vui vẻ dạ. Rồi còn em, giờ tới phiên Vi đó. Dạ, anh này á thì em không biết ở nhà như thế nào nhưng mà khi đi với em á là quần áo thẳng tắp luôn, thơm tho. Mà em về tới nhà á thì em ở chung em mới biết anh này á là ảnh mặc đồ xong, mỗi ngày ảnh mặc một bộ nhưng mà ảnh mặc xong rồi ảnh sẽ treo lên một cái cây treo đồ trong nhà. Thì em khi mà em vừa mới bước về nhà á, em thấy cái cây treo đồ nó đầy đồ luôn, thì em mới không biết được là đồ đó mặc bao nhiêu ngày rồi, thì em mới cầm hết đống đồ đó đi em giặt hết. Anh này về anh giãy nảy lên, anh nằm trên giường anh giật đùng đùng lên. Ôi. Anh nói tại sao cái quần đó mới mặc 2 ngày mà giặt rồi phải mặc đủ 7 ngày á mới cho nhanh. Rồi tiếp đi em. Tiếp anh này anh lấy em về được 1 tuần là anh đánh em rồi. Ngủ nha là anh nằm cạnh, anh không có cho mỗi đứa nằm riêng ra, phải nằm lên tay, giơ tay vậy nè, nằm lên nằm sát vô. Buổi tối anh nằm mơ hay sao anh đập bụp. Thôi đau thôi. Dạ đau anh, em tức quá em kêu dậy cho bằng được luôn. Vậy cái ủa sao vậy, ủa có chuyện gì vậy, mặt ngây thơ không biết gì hết kêu anh nằm mơ. Tôi đến ngày hôm sau bụp. Ủa chị mơ đêm nào mơ đánh lộn vậy đó dạ hả trời? Có 2 đêm mà sau về sau em tức quá em đánh lại quá trời luôn. Là mơ đánh lộn với khách hàng hay sao? Dạ không phải, lần đầu nghe vợ kể á là ủa sao đòi chồng đánh vợ thì em vẫn chưa tin, nói sao mà đánh được, thương cũng hết làm sao mà đánh được. Cái lần thứ hai cũng vậy, nhưng mà lúc sáng dậy thì thấy mắt vợ bầm. Với lại cái nhẫn của em này quấn lúc mà ấy thì có xẹt một cái đường ngay trên mặt vợ em. Trời thì lúc đó thì em mới tin là do tối mình ngủ thì mình có cử động tay chân, nhưng mà do là em là người chơi vận động nhiều nên nhiều khi là mình không có kiểm soát được. Bây giờ vậy thì em mong muốn vợ em thay đổi điều gì? Dạ thì theo em thì em mong muốn vợ em là biết quan tâm đến sức khỏe mình nhiều hơn xíu. Thì vợ em là đang có giống như là đau bao tử á, đau mà đau quặn quằn quại luôn. Nguy hiểm lắm. Nhưng mà không, vợ em vẫn không thay đổi được cái thói quen đó. Tại vì mình sắp tới hai vợ chồng mình đang cũng rất là mong muốn là có em bé, thì vợ hãy chăm sóc bản thân mình nhiều hơn xíu nữa để mà sau này có con thì mình còn chăm sóc cho con được. Còn vợ thì mong muốn chồng thay đổi điều gì? Em thì mong muốn chồng em thay đổi là gọn gàng một chút. Ảnh chăm sóc cho bản thân ảnh tốt hơn á, ảnh gọn gàng hơn thì mai mốt ảnh mới phụ em chăm sóc cho em bé được. Thứ nhất, thứ hai là muốn anh này ảnh kiểu năng động lên, có nghĩa là khi mà mẹ chồng em nói cái gì đó hoặc là khi em nói cái gì đó thì ảnh sẽ làm liền, còn anh này ảnh kiểu ảnh đợi nói cả 5-6 lần ảnh mới làm á thì cứ từ từ. Dạ đúng rồi, ảnh cứ từ từ á, tính ảnh hơi lề mề một chút á cho nên muốn ảnh thay đổi cái tính đó. Nghĩa là nhanh nhẹn hơn. Thực ra hai bạn đây là một cặp đôi rất là thành đạt luôn, cả hai vợ chồng. Bây giờ cái điều mà các bạn mong muốn nhất đó là có một đứa con. Dạ. Để cho ông bà nội, ông bà ngoại là thỏa mãn. Yeah. Đúng không? Yeah. Và chắc chắn là khi mà các bạn có con rồi thì hạnh phúc sẽ nhân đôi nhiều hơn. Yeah. Là bởi vì cả hai bên gia đình cũng đang rất mong mỏi cái điều đó. Rồi em cảm ơn chị. Hạnh phúc nha. Cảm ơn anh chị rất là nhiều. Rồi chào em.